Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn nhau thấy phân tích con DG các bạn nhé Đối với DG thì vốn này chọn này 12.000 tỷ Số lượng phê hành là 600 triệu cổ phiếu Nói chung đây nó là một con gọi là mid cap Còn về cơ cơ cổ đông con này thì ba lãnh đạo 13% Tổ chức người 100% và nước ngoài 4% Nói chung là cơ cấu cổ đông con này gọi là cũng uh, lãng rồi Còn về tài chính này, sao thuế tính theo quý này Ôi. Quý 3 năm 24 hơn quý 3 năm 2003 một tí thôi nhưng mà năm 2003 một năm như nào là một năm uh, tương đối là thấp còn về lưu chuyển lại đồng kia giữa 2.000 tỷ nợ chiếm một chủ sứ con này 1.28 lần nhưng nói thì nói cuối cùng quan trọng nhất vẫn là mà về mặt uh, kỹ thuật để kỹ thuật đang down không phanh em ạ à. đang giảm không phanh nó giảm đến được khoảng gần 0.618 rồi Đấy. mà chu kỳ trước nó, nó, nó về đến đâu để xem chu kỳ trước nó về đến đâu đây tính từ đây đi đến đỉnh cao nhất Ý, ờ, ý nhất nó về đến khoảng ừ, 0 16 nó hồi cây các bạn, về gần chưa hồi được, đấy. nó mới chặn được biên trên này, à, chưa chưa chạm đến luôn, chưa chạm đến luôn này. đấy nói chung con này giờ đang xấu, để theo dõi thêm thôi, nếu mà nó xuống, nếu mà nó xuống tạo nền nhá, thì uh, khả năng có thể nó sẽ chuẩn bị chu kỳ mới, có thể con này xuống, xuống xong tạo nền luôn, chuẩn bị chu kỳ mới chứ không có pha b cũng cũng không biết được, để theo dõi thêm rồi nha. Giờ chắc chắn là không nên vào